Các bạn, cho các em thân mến, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải bài số 25 động năng và thế năng. Câu 25.1. Một vật khối lượng 1 tấn đang chuyển động với vận tốc là 72 km/h thì động năng của nó bằng bao nhiêu joule? Các em nhớ lại công thức tính động năng là Vd. Động năng thì bằng 1/2 tích khối lượng nhân cho vận tốc bình phương. Nhớ là cái khối lượng là đơn vị kg, vận tốc là đơn vị mét trên giây, thì lúc này chúng ta có động năng là năng lượng là joule. Các em thay vào 1/2 chính là 0,5, nhân khối lượng là 1 tấn là 1.000 kg, nhân vận tốc là 72 km/h thì các em lấy 72 chia 3,6 thì ra được số mét trên giây. Bấm ra 0,5 nhân 1.000 được 500, nhân 72 chia 3,6 bằng 10.000 joule. Thầy thiếu bình phương chỗ này nữa. 500 nhân cho 72 chia 3,6 bằng 20 bình phương là khoảng 200.000 joule. Thì mình bớt 3 số 0 đi, nó ra được 200 kJ. Em chọn đáp án C. Câu 2. Một chiếc xe mô tô khối lượng là 220 kg đang chạy với tốc độ 14 mét trên giây, là vận tốc là V1 đi. Công thực hiện để xe tăng tốc đến V2 bằng 19 mét trên giây là bao nhiêu? Ở đây công thực hiện, các em tính công thực hiện, không thể nào các em dùng công thức tính công ở bài học trước được. Chúng ta dựa vào cái độ tăng của động năng, nghĩa là công của lực tác dụng. Lực tác dụng làm cho vật biến đổi vận tốc ở đây á, thì lúc này vật sẽ thực hiện công và chuyển động nhanh dần. Và công của lực tác dụng này sẽ bằng độ biến thiên động năng, nghĩa là các em lấy động năng lúc sau là 1/2 mv2 bình phương, trừ cho động năng lúc đầu là 1/2 mv1 bình phương. Được chưa? Đấy. Đến đây thầy sẽ thay số vào thôi. Để đặt 1/2 m làm nhân tử chung, thì còn lại v2 bình trừ cho v1 bình. Rồi đến đây chúng ta chỉ bấm máy thôi. Vậy là 1/2 chính là 0,5. Nhân cho khối lượng là vật là 220 kg. Nhân mở ngoặc v2 bình chính là 19 bình phương, trừ cho v1 bình chính là 14 bình phương. Đóng ngoặc lại, kết quả là 18.150 joule. Wow. Câu 3. Một cái vận động viên cử tạ nâng quả tạ khối lượng 200 kg từ mặt đất lên độ cao 1,5 m, lấy g bằng 9,8, tính độ tăng thế năng của tạ. Rõ ràng thế năng trong trường hợp này là thế năng trọng trường. Vật tạ đang ban đầu ở mặt đất thì thế năng bằng 0. Thế năng lúc này bằng 0, là thầy ghi là Vkt là thế năng nha. Đến độ cao ở đây là h, thì lúc này chúng ta tính cái độ tăng thế năng ở đây chính là bằng v này ghi là v thế năng phẩy, và cái độ tăng thế năng là thầy ghi là delta Vkt, chính là lấy thế năng lúc sau trừ thế năng lúc đầu thì chính là bằng thế năng tại độ cao h luôn nha. Độ tăng thế năng chính là cái thế năng tại độ cao h, tại vì thế năng ban đầu bằng 0, ở mặt đất thế năng ban đầu bằng 0, do đó độ tăng thế năng chính là bằng thế năng ở độ cao h, mà thế năng ở độ cao h được tính bằng mg nhân h, nghĩa là bằng trọng lực nhân cho độ cao đó, chỉ bằng công của thực hiện để nâng vật lên độ cao h đó các em. Vậy là thế năng, độ tăng thế năng sẽ bằng mg nhân h. M là 200 kg, nhân g là 9,8 và nhân h là 1,5 m. Bằng. Hai nghìn chín trăm bốn mươi joule. Câu B. Câu số 4. Vật nặng 3 kg đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang,
thì bị tác dụng một lực là 15 newton theo phương song song với mặt phẳng ngang trong thời gian 3 giây. Tính lực tính vận tốc lớn nhất của vật, tính công mà lực đã thực hiện và tính động năng lớn nhất của vật. Đang đứng yên là vận tốc bằng 0. Thì tác dụng lực ép như thế này theo phương song song. Sau 3 giây, tính vận tốc lớn nhất của vật. Cái này các em có thể áp dụng công thức là tính vận tốc lớn nhất, nghĩa là chúng ta tính vận tốc tại thời điểm T là 3 giây sau khi tác dụng lực, mà đề bài cho khối lượng M, cho lực F. Vậy là các em sẽ tìm được gia tốc theo định luật 2 Newton. Có được gia tốc rồi thì các em có thể tính được vận tốc ngay tại thời điểm 3 giây này, chính là vận tốc lớn nhất luôn. Vậy chúng ta có gia tốc A sẽ bằng lực chia M. Gia tốc của vật là F chia M, 15 chia 3, 5 m giây bình phương. Có gia tốc rồi, các em áp dụng công thức vận tốc tức thời tại thời điểm T thì bằng vận tốc V0 cộng cho AT. Do ban đầu đứng yên nên V0 bằng 0. Còn A nhân T thôi, 5 nhân 3. T là 3 giây này, bằng 15 mét trên giây. Đó chính là vận tốc lớn nhất sau 3 giây. Tiếp theo các em tính công mà lực đã thực hiện. Rõ ràng chúng ta có thể dùng công thức là công mà lực thực hiện thì các em có thể sử dụng công thức F nhân V được hay không? Nhớ là không nha, tại vì chuyển động này là không có đều. Chuyển động này là gọi là chuyển động biến đổi đều. Sinh ra gia tốc thì các em không dùng công thức là F công thì bằng F nhân cho S, không được dùng công thức đó. Chúng ta sẽ dùng công thức là tính quãng đường trước, sau đó áp dụng công thức tính công. Quãng đường thì bằng V0T cộng 1 phần 2 AT bình phương, hoặc là độ dài D đó. Do V0 bằng 0 thì nó bằng 1 phần 2 AT bình. Các em thay vào 1 phần 2 là 0,5, nhân gia tốc là 5, nhân T là 9, T bình là 9 nha. 9545 chia 2 bằng 22,5 mét. Từ đó các em tính được công thực hiện chính là bằng F nhân S cos phi. Do cos alpha nó bằng 0 độ nha, alpha bằng 0 độ đó. Thì các em có thể tính luôn là bằng F là 15 này, nhân S là vừa tính xong là bằng 22,5, nhân cos pha là nhân 1. Do vật chuyển động theo lực nó tác dụng vào vật theo chiều chuyển động của vật. Câu C là tính động năng lớn nhất của vật thì các em áp dụng độ biến thiên động năng bằng công thực hiện, nghĩa là công của lực F thì bằng độ biến thiên động năng. Vậy chúng ta có động năng lúc sâu là VD2 trừ VD0, VD đi trừ VD0 bằng A. Do là ban đầu đứng yên nên vận tốc nên động năng lúc đầu nó bằng 0, nên thầy dẫn đến là cái V động lớn nhất chính là bằng A và bằng 337,5 độ dương. Hoặc là các em dùng định lý động năng đó. Đây là định lý động năng lúc sau trừ cho động năng lúc đầu bằng công của ngoại lực. Trường hợp này chỉ có một cái lực thôi các em, thì công chính là công ngoại lực bằng độ biến thiên động năng. Do động năng lúc đầu bằng 0 nên lúc này động năng lúc sau sẽ bằng công của ngoại lực. Ở đây là công của lực F. Câu số 5. Có 3 chiếc xe ô tô khối lượng và vận tốc lần lượt là CAMV, CBM-2-3V, CC-3MV-2, thứ tự động năng tăng dần. Thì các em biết rằng động năng CA sẽ là 1 phần 2 MV bình. Tiếp tục động năng CB chính là 1 phần 2. Khối lượng của CB chính là, thầy biết chỗ này trước nhé. Do CA thì MA bằng M,
VA bằng V. Chỗ này sẽ là 1 phần 2 MB nhân VB bình. Chỉ bằng 1 phần 2 MB chính là M chia 2 lên. Bình lên thành M bình sin 4. Xin lỗi, M chia 2 nhé. Nhân cho V bình là 9V bình. Các em sắp xếp cái số lại trước nha. 9 ở trên tử này, chia 4. 9 chia 4 là bằng 2,25 MB bình. Còn đây là 0,5 thôi. 1 phần 2 là 0,5 MB bình. Tương tự chỗ này chúng ta có động năng của CC là 1 phần 2 MC nhân VC bình phương bằng 1 phần 2 MC chính là 3M nhân cho cái này bình phương là V bình trên 4. Các em sắp xếp lại là 3 chia 8 MV bình. Vậy chắc chắn là CC là động năng sẽ là nhỏ nhất nha. CC sẽ nhỏ hơn so với CA và nhỏ hơn so với CB. Vậy tăng dần chính là CAB. CAB câu C luôn. Câu 6. Một máy bay nhỏ khối lượng là M 690 kg đang chạy trên đường băng để cất cánh với động năng là như đây. Tính tốc độ của máy bay thì các em dùng công thức là các em rút ra thôi ha. Chúng ta có động năng thì bằng, thầy ghi BKD động năng bằng 1 phần 2 MV bình. Từ đây á, thầy sẽ rút V bình ra nha. Nghĩ là mình nhân 2 cho 2 vế sẽ vào là chi M tương đương này. Nhiều em không biết rút chỗ này thì thầy sẽ làm từ từ nha. Thầy nhân 2 cho 2 vế, lúc này sẽ là 2 BKD bên này. Bên này nhân 2 thì chúng ta sẽ thành mất cái số 1 2 này đi. Còn M V bình. Sau đó là chia M cho 2 vế. Này chia M thì là 2 V kép D. Đây là chia M. Do bên này chia M thì mất M đi còn V bình. Vậy thầy rút được cái V bình rồi. Về sau này các em rút V bình, các em chỉ cần nhân chéo bên này, nhân mẫu lên tử này này. 2 V kép D sau đó chia M thôi. Từ đó thầy suy ra được cái V này sẽ là bằng lấy căn bậc 2 2 vế là. Thì căn bậc 2 của V bình chính là bằng V. Bằng căn bậc 2 của 2 lần V kép D chia M. Được chưa? Giờ mình thay số vào. Căn của 2 lần V kép D là 2 nhân cho 25 nhân 10 đi thứ 3 chia M là 690. Chúng ta bấm máy ra. Căn bậc 2 của 2 nhân cho 25 là 50 nhân 10 đi thứ 3 chia cho 690 khoảng 8,5, khoảng 8,5 mấy chừng vậy. Tiếp theo, khi bắt đầu cất cánh thì tốc độ máy bay tăng lên gấp 3 lần giá trị trên, tính động năng của máy bay khi đó. Nghĩa là cái động năng lúc sau là chúng ta có V phẩy bằng 3 lần vận tốc động năng lúc đầu, vận tốc lúc đầu thì sẽ bằng là 3 x 8,5. Thực tế là các em có thể làm nhanh bằng cách là vì động năng, vì vận tốc tăng lên 3 lần nên động năng sẽ tăng lên 9 lần. Do đó các em chỉ cần lấy động năng cái này em nhân 9 là xong ha. Không mà làm như thế này cũng được. Thầy nhân 3 lên 25,5 54 mét trên giây. Từ đó mình suy ra được à, động năng trong trường hợp này là phải bằng 1 phần 2 MV bình, 1 phần 2 MV phẩy bình. M là 690 nhân 25,54 bình. Này cái này để bình luôn nha. Sau đó nhân 690 nhân 0,5. 0,5 là 1 phần 2 á. Ra được 225 ngàn. 225.000 joule. Tuy nhiên các em có thể lấy con số này các em nhân 9 lên cũng được ha. Thử nha. 25 nhân mũ 3 chính là 25.000 nhân 9 lên bằng 225.000. Chúng ta cùng kết quả chỗ này luôn. Tại vì vận tốc tăng 3 lần thì động năng sẽ tăng lên 9, tại vì động năng tỷ lệ thuận với bình phương vận tốc.
với vận tốc bình phương lên thì ra được cái động năng sẽ gấp 9 lần. Câu 7, bóng khối lượng 200g được đẩy với vận tốc ban đầu 2,5 m/s lên một mặt phẳng nằm nghiêng dài 0,5 m, hợp với phương ngang góc 30 độ và bóng chuyển động như một vật bị ném, ha. Một vật bị ném bỏ qua lực cản của không khí và lấy g bằng 9,8, tìm giá trị nhỏ nhất của động năng của quả bóng trong quá trình chuyển động. Thì khi bóng được ném lên như thế này, các em thấy là giống như ném xiên ạ. Đến đây, vật bắt đầu là được ném lên theo phương thẳng đứng như thế này, theo phương xiên thế này. Đến độ cao này sẽ là lúc này là chính là vận tốc sẽ là nhỏ nhất nha. Các em lưu ý nha, trong quá trình ném thế này nha, ném từ lưng thì vận tốc tại vị trí này chính là vận tốc nhỏ nhất. Và vận tốc ở đây khác không nha các em, tại vì nó có vận tốc theo hướng x nữa. Chúng ta phân tích ở đây có hai thành phần, một vận tốc theo hướng y thì bằng không rồi, tại vì đến độ cao cực đại rồi, đến độ cao lớn nhất rồi nó sẽ chuyển đổi chiều chuyển động xuống. Thì ở đây thì phân tích thành hai thành phần, một cái thành phần ở đây này là cái thành phần v theo hướng y, thì đặt là b tại điểm này, điểm b đi ha, điểm b theo hướng y. Rồi thành phần này chính là thành phần là ném lên theo phương đây là vận tốc tại B tại cái đỉnh của dốc ha, đỉnh của cái mặt phẳng nghiêng này. Thì lúc này chính là đây chính là V này, là V tại B. Còn đây là V theo hướng X. À, giống như chúng ta học ở trường trước đó. VB. Vậy là cái vận tốc ngay tại vị trí cao nhất này chính là vận tốc VB theo hướng X. Tại vì sao? Tại vì chuyển động thế ném xiên á, thì chuyển động theo phương nằm ngang là chuyển động thẳng đều, còn chuyển động theo phương thẳng đứng là chuyển động dưới dạng là với gia tốc g nha. Trong trường hợp này lên đến độ cao lớn nhất rồi thì vận tốc theo hướng y bằng không, thì đặt điểm này điểm c đi, nghĩa là vận tốc vc tại y sẽ bằng không. Do đó cái vận tốc vc theo hướng x này, vc theo hướng x thì phân tích trước nha, nó sẽ bằng là vb chủ x, nghĩa là chuyển động thẳng đều theo nghe. Vậy là để tìm được cái vận tốc nhỏ nhất ha, tìm được cái điểm nhỏ nhất của động năng thì thầy phải tìm được vận tốc nhỏ nhất ở đây, là thầy phải tìm được cái VBX ngay chỗ này. Muốn tìm được VBX thì bắt buộc mình phải tính được cái VB này với góc alpha này. Như sau, chúng ta có là cos alpha thì sẽ bằng VB theo hướng X chia cho VB. Từ đây thầy rút ra được cái VB theo hướng X sẽ bằng VB cos alpha. Rồi xong. Vậy là bây giờ mình đi tìm cái vận tốc tại vị trí B này. Từ lúc mà truyền cho nó vận tốc ban đầu 2,5 m/s để chuyển động đi lên. Thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng bảo toàn năng lượng. Rõ ràng ở vị trí này là năng lượng của nó dưới dạng là động năng, tại vì nó đang chuyển động truyền vận tốc cho nó, thì lúc này nó sẽ thực hiện công, và công của nó được tính bằng động năng của nó ở vị trí A. Vậy là thầy đặt năng lượng ở vị trí A, thầy có là năng lượng ở vị trí A là thầy ghi VKA thì bằng động năng luôn, bằng 1/2 MV bình phương. À, động năng là bằng 1/2 MV bình phương nha các em. Rồi tiếp theo năng lượng tại B. Năng lượng tại B ở đây là năng lượng do vật chuyển động và năng lượng được tích trữ bên trong nó là năng lượng dưới dạng thế năng, ha. Tại vì nó ở độ cao ở này, độ cao thì đặt là độ cao là h. Do đó là cái năng lượng tại B sẽ bằng động năng của vật tại B, mv tại B bình phương này, v tại A nha, cộng cho cái năng lượng dưới dạng là thế năng ở đây nè. Năng lượng này các em chính là bằng MGHB. Yeah. Đây gọi là thế năng nha, nó này có thế năng ở độ cao. Lúc này chúng ta coi như là năng lượng được bảo toàn. Năng lượng được bảo toàn. Bỏ qua lực cản, lực ma sát vân vân, năng lượng bảo toàn, thì lúc này chúng ta thấy rằng năng lượng tại A sẽ bằng năng lượng tại B. Do đó mình sẽ có là năng lượng tại A bằng năng lượng tại B. Thì người ta gọi là bảo toàn cơ năng đó.
thì các em sẽ có cái phương trình này. Giờ HB chưa có, bây giờ mình tính HB đi. Muốn tính HB các em dùng sin bằng đối chia huyền. Chúng ta có sin 30 độ bằng đối là H. H thôi nha. H. Chia cho huyền là 0,5. 0,5 mét. Từ đó thì suy ra được H sẽ bằng 0,5 nhân sin 30. 0,5 nhân sin 30 thì được là bao nhiêu? Sin 30 là 0,5 nữa. 1/4 là 0,25 mét. Đó. Từ đây thầy sẽ bỏ vào đây thì có được. Cái này 1/2 MVA bình phương bằng năng lượng tại B là 1/2 MVB bình phương cộng M cửa H. Thầy chia 2 với cho M luôn cho nó gọn lại và nhân 2 với cho 2 thì sẽ có được VA bình phương bằng VB bình phương cộng 2 GH. À, công thức này khá quen thuộc. Công thức này các em thấy rằng nó rất là quen thuộc đúng không nào? Rất là quen thuộc luôn. V bình trừ V không bình bằng 2 GH thì chuyển ra thành V bình trừ V không bình VA bình bằng 2 GH. Rút ra được là chỗ này dấu cộng nhé. Chúng ta được là VA bình VB bình ha. Bằng VA bình trừ 2GH. VB sẽ bằng căn của VA bình chính là 2,5 bình trừ 2 nhân G gọi là 9,8. H là 0,25. Rõ ràng công thức này nó giống như công thức là V bình trừ V không bình bằng 2. Công thức này nó liên hệ. Nên chỗ này chúng ta có thể do bảo toàn, do chúng ta bỏ ma sát, bỏ vào hết luôn thì chúng ta có thể áp dụng công thức này. V bình trừ V không bình bằng 2AS. Công thức này chúng ta đã học ở chương trước rồi. Đến đây các em chỉ còn tính thôi. Căn của này sẽ bằng 2,5 bình trừ cho 2 nhân 9,8 nhân 0,25 bằng 1,16 1,16 mét trên giây, chính là vận tốc của vật ngay tại vị trí B, chính là vận tốc VB. Từ hình vẽ thì chúng ta thấy rằng cái VBX này chính là bằng VB cos alpha, nghĩa là vận tốc tại vị trí cao nhất, vận tốc tại C. Chúng ta có vận tốc UBC theo hướng X sẽ bằng VB nhân cho cos alpha. VB chính là bằng 1,16 nhân cos alpha là cos của 30 độ. Nhân cos 30 độ. Kết quả sẽ bằng 1, sắp xỉ là 1 mét trên giây. Sắp xỉ là 1 mét trên giây các em. Từ đây các em suy ra được là động năng max, động năng này tính là động năng min nha, động năng nhỏ nhất sẽ bằng 1/2 mvc theo hướng x bình phương. 1/2 nhân m là 0,2 nhân cho 1 bình phương thì bằng 0,1 xu. Được chưa các em? Đấy. Câu 8. Ngày 11 tháng 7 năm 1979, tàu vũ trụ Skylab quay trở lại bầu khí viện ở trái đất và bị nổ thành hai mảnh. Mảnh vỡ lớn khối lượng là như đây, va chạm vào bề mặt trái đất với tốc độ như đây. Tính động năng của mảnh vỡ đã cho được khối lượng rồi. Và vận tốc ngay trên bề mặt của trái đất là như đây rồi. Đến đây các em dùng công thức động năng thôi. Chúng ta có động năng sẽ là 1/2 m với bình phương. 1/2 nhân cho m là 1770. Nhân V là 120 bình phương. Các em tính ra bằng 1,27 nhân 10 lũy thừa 6 joule. Câu 9. Một em bé khối lượng 4,2 kg đang nằm trên
đang nằm trên giường có độ cao 40 cm so với mặt sàn thì được bố bế lên cao 1,5 m so với mặt sàn, lấy vận tốc G bằng 9,8 tính công tối thiểu đã thực hiện. Công tối thiểu đã thực hiện. Ở đây các em có thể công tối thiểu bằng các em dùng công thức là MGH. Công tối thiểu được thực hiện là bằng MGH. H ở đây là đưa lên độ cao. H ở đây là các em phải tính là lấy 1,5 trừ 0,4 nha. Tại vì đang ở độ cao mặt đất đây này, ở độ cao là 40 cm rồi. Là 0,4 m nên đưa đến độ cao 1,5. Thì chúng ta thấy rằng cái H ở đây nó bằng là 1,5 trừ 0,4 nha. Thì bằng 1,1 m thôi. Do đó các em có thể dùng tính công tối thiểu sẽ bằng A sẽ bằng F nhân cho H, mà F tối thiểu bằng B nha. Tại vì lực năng tối thiểu bằng trọng lượng của vật. Muốn mang một vật lên theo phương thẳng đứng thì cái lực năng á, lực F á, ít nhất bằng trọng lượng của vật để thắng được cái lực hút vật mới đi lên được. Do đó nó bằng B nhân H. B đây là trọng lượng là bằng 4,2 nhân G là 9,8 nhân H là 1,1. Các em bấm ra được 45,276 joule. Chúng ta dùng công thức để tính. Hoặc là các em có thể dùng công thức là độ giảm thế năng. Nghĩa là các em lấy cái thế năng ở độ cao H, em trừ đi thế năng từ độ cao H này để được công. Công ở đây bằng thế năng ở độ cao H là 1/2. Xin lỗi. Thế năng A các em có thể tính là cơ năng A thì bằng thế năng là bằng MGH tại vị trí 2 trừ cho MGH tại vị trí 1 cho đặt MG ra ngoài, còn lại H2 trừ H1. Vậy là các em có thể tính công tối thiểu chính là bằng độ giảm thế năng, nghĩa là các em lấy thế năng tại vị trí cao trừ cho thế năng tại vị trí thấp chính là độ giảm thế năng. Thì nó cũng giống như công thức này thôi. Bằng MG là bằng 4,2 nhân G là bằng 9,8 và nhân H2 trừ H1 là chính là 1,5 trừ 0,4, thì các em vẫn tính ra kết quả tương tự nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài số 25. Thì cảm ơn các em theo dõi video này nhé. Thân mến chào các em.